Đây, tình hình là đang ráp con xe 67 nha các bạn. Đang ráp con xe 67. Thì cái con này không phải là ring 100% mà ring khoảng 50% thôi. Thì giá cũng tương đối rẻ dành cho anh em lên xe nha. Đó. À, xe đồ đạc ok các bạn. Đây, đầm zin nè. À, phục sao zin nè. Sườn zin nè. Số XX50V. À, bốn số là năm số. Bốn số các bạn. Muốn năm số là vô năm số nha. Đó. À, đây là xe của anh em mình dọn nè các bạn. Đó. Chứ không phải xe mình nha các bạn. Này dọn ở quê đi. Thích là bán luôn nha. Đầm zin nè, phuộc zin nè. Về zin lô xưa nè. Thùng xăng 67 zin nè. Bình xăng con zin nha các bạn. 5M2 đó, đầu nhôm, lồng nhôm. Qua lăng mâm lửa. 6 cục. 86 đồ chùa nha. Đấy, cầm zin nè, đi đông zin, gù zin nè. Xi nhan zin nè. Lắp xăng zin nè. Đồng hồ Cali nè. Bốn cái tay xi nhan zin lô xưa nè. Bàn thờ zin nè, đó. Phục trước hệ zin nè, đó. Đầm zin nè. Đó, xe này là xe gom đồ dọn các bạn. Đây, bình xăng con rất là hiếm nha. Bình xăng con 5 số. Đích dài, bình xăng 67 nha. Zin nè, cấp zin. Đồ không có tuyệt tác 100% nhưng mà đa số là zin hết rồi. Bao rút hồ sơ gốc sang tên toàn quốc cho anh em luôn. Đó thì đang dọn chưa xong các bạn. Cốp nhặt từ những con xe khác các bạn đó, các bạn thấy mua mỗi con xe 67 về rin được cái món nào là chúng ta sẽ tháo ra xong rồi ráp vô thành một con các bạn. Đó. Đây, biển số 76AA 00122, số rất là đẹp nha các bạn. Số đẹp nha. Số gánh mà số gánh tiếng nha. 00122. Đó. Đó, dịch ra gọi là làm ăn phát tài đó. Trường tồn mãi mãi. Cầm zin các bạn. Tán cổ zin mà bị bể rồi. Cầm.